Hiện đây là tới đồ đó ba rồi. Thôi uống vô kìa nhà uống. Cái đồ đó ba ở dưới kia rồi các bạn. Các bạn trên kia nha. Các bạn ơi, rồi ba sắp qua rồi nha. Trời ơi, ba thắt qua. Trời ơi, ba rất là nhiều ba. Ba cầm đi. Thôi cầm đi. Trời ơi, ba rất là nhiều nha. Thôi anh đi. Trời ơi, ba thành kia kìa. Thôi anh đi. Đi, lên xe nè ba. Ừ. Đó là thằng kia nha các bạn. Tao mày nhận mày nào phải cầm chắc vô coi chừng góp. Mình rất là thương đợi ơi, mình dính mình quá trời. Mày thắp qua, đợi đâu ba thắp qua rồi. Ba ơi, đợi đâu ba thắp qua rồi kìa. Mình nói là tới rồi ba mình bắt lên thì tới rồi ba mình bắt lên nè. Không xa rồi. Không xa, không xa. Không xa. Cái lợi này hỏi câu chuyện ra tao mới hỏi. Tao thấy nó giống quá sợ. Tao nhầm. Cái
vậy? Chị nội mới về, về mẹ ở nhà bầu mì đi đâu đi không? 2 tháng rồi. Sắp rồi, sắp có bầu rồi. Tưởng là đi Sài Gòn về không cướp đi đâu nữa. Rồi sao mà không cho mẹ nó đi? 2 tháng rồi có sao tại đâu cho đi. Lúc mới nó cũng yếu vậy. Vậy hả? Giờ không ổn rồi. Thấy kỹ không đi. Nhà tôi với nhà tôi làm gì vậy? À cô đó con. Làm gì vậy? Quay tò không? Quay làm TikToker. Nhỏ đâu, ghé đâu? Trời ơi ba, nó sắp cặp bến rồi nha. Nội đám dỗ. Các bạn nhìn xa vậy thôi chứ mình tôi nhân một á, nó xa bị xa. Cái điện thoại nó bắt đèn lét lên mình. Phải đây, nó kéo mất. Về bển ngủ chữ nhà bển đó. Nó cho nó lắm. Ở dưới Kiên Giang á. Giờ ba mẹ tôi đi dưới rồi, tôi phải về bên đây ngủ. Ba rất là run. Rồi ở trên chợn thì hai ông bà già đi đám dỗ. Đi đây. Đi, rồi đi nhà. Rồi ông đảo về chợ nông thôn chợ. Rất là rung. Sáng thì mạnh thế nào nó ở nhà sao rồi. Ủa gì đi về con bé là ai vậy? Nó đi đám dỗ với ông nội bà nội đó. Có nó ngủ với ba luôn mình được rồi. Ngủ với ông nội bà nội đó. Sướng vậy, huấn luyện cho hay quá. Trời ông mày về chọc mấy bữa nhớ mẹ chứ. Chị không hả? Nhớ mẹ muốn về bây giờ. Rồi thôi, đừng đi thôi. Chưa cặp bến cảng mà. Rồi ba rồi. Người ta quay là phải đi lên bến cảng rồi đi tới nhà luôn. Rồi điện thoại tao văng xong luôn. Văng hồi nào mà văng. Văng anh đầu quá. Cho con nói chuyện thấy sướng không? Trời. Ôi được rồi. Đồ hư cho đó các bạn. Mình chạy lên nha. Mình nói vậy á, mình sợ cái điện thoại bông bị hơn. Và quá cái cầu nó mới tới nhà mình nha các bạn. Nữa là miếng đất ở chỗ đồi ba ngập đầy nhà đó ba. Đầy gì? Ngập đầy nhà á. Ngập đầy nó ngôi nhà luôn á. Nhà bên nơi tao mua đất rồi. Mình quay mà mình vô hết luôn. Tại vì bến phà ăn quà nó xa lắm nha các bạn. Nó xa lắm cho mình không có nào mà quay hết được cho các bạn coi nha. Các bạn không cảm cho lên cầu. Mình sẽ về nhà nha. Đây gò hoài chán lắm cho mình chỉ quay ngắn thôi à mà thôi à các bạn ơi. Mình biết kênh đồ không có người, không có nhiều người quay nha. Thật nhanh bà như bình chứa bình.
clip đó nha các bạn. Mình về tới nhà nha. Mình ra. Nhớ mẹ. Nhớ mẹ em chó nè. Mẹ đâu đó mẹ. Mẹ đâu rồi. Mẹ đi vô nội rồi. Mẹ vô nội kiếm con rồi. Mẹ hùng cái coi. Hùng cái đi. Nhớ quá à. Hôm nay cũng